Em xin chào bác nha. Giới thiệu bác là một cái nồi áp suất của Pháp nè, tay pha Pháp mẫu tay cầm nè. Rất là ok nè các bác. Bao đẹp nè, nồi rất là dày, hai đáy. Cái nồi này là áp suất mạnh lắm nha các bác, nó là 170 kPa đó. Thường là những dòng 120, 100 và 80. Cái mẫu này là 170 luôn nè, quay cho các bác thôi nè, nồi đẹp, tay chân đồ đẹp hết nè. Đó. Đây nè các bác thấy xuống 137 không đó, em quay hai ngược quay lại 170 đó, nồi hai đáy dày lắm, dày lắm nha các bác. Thì những cái nồi mà Pháp này là dày lắm. Bây giờ em mở ra cho các bác coi cái phần bên trong. Em sẽ có cái video mà test nồi này một tí cuối cái video giới thiệu này, em sẽ kèm cái video đó nha. Rồi mình cho mình coi, thì nồi này em bán là 1,3 triệu đó. Mua thì cọc cho em 200, còn 1,1 triệu và tiền ship nếu chuyển đủ bao ship bảo hành 3 tháng cho mình xài. Đó, rồi thì sáng đẹp lắm nè. Đây các bác, mở ra rồi nè. Rau bên trong nè, con cao su nguyên bản mới tinh nè các bác thấy không? Nè, độ đàn hồi rất là tốt nè. Đó. Rồi, nó nhảy còn hơn lò xo nữa các bác. Gắn vô cho em test rồi hết rồi, qua anh đâu còn như mới nhưng chưa xài luôn. Nói chung là xài cái nồi áp suất như thế này tiết kiệm cho bác rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc nữa. Mình nấu cháo tầm 5-7 phút là nó chín nhừ hết rồi, là nó nặng dữ lắm luôn, cái nồi này nó nặng trâu luôn các bác. Nào bên trong đẹp này các bác thấy không? Rồi giá là 1,3 triệu thôi, em bán cái giá dễ mua lắm. Dễ mua đối với những bác biết nhìn hàng, biết xài, biết giá trị xài thì nó dễ mua. Còn những bác mà người ta chưa xài, chưa biết thì thật sự là người ta nói nó mắc. Nhưng mà tới mình biết cái xài thì nó không có mắc các bác, nó đem lại cho mình cái tiện ích rất là tuyệt vời. Đó, thì nồi thì nó vậy thôi chứ giờ cũng đẹp sao nữa, hàng nó đã qua sử dụng rồi. Mình mua thì cái giá nó cũng rẻ hơn cái hàng giá mới rất nhiều. Kết thúc video nha, các bác mua hàng liên hệ qua số điện thoại là 0919407501. Em ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác theo dõi video. Thì tiếp nối cái video này là một cái video test nha, có mấy cái chế độ xả, chế độ ninh nè, chế độ hầm nè, rất là ok nè. Mà xin chào các bác nha. Hôm nay giới thiệu đến các bác là một cái mẫu nồi của Pháp 6 lít áp suất chữ Tefal này các bác. Thì mẫu này nó dày các bác, dày như trâu luôn nha, nặng kịch luôn, em cầm em bê mà nó nặng tay em luôn đó. Thì em đổ nước và em test cho các bác xem, thì đây là cái quan xả bước 1, bước 2 và bước xả. Thì nồi của mình nó đã ăn đủ áp suất và nó tự động xả. Thì mình lưu ý này, cái cục này là cục áp suất nè, nó đã nhô lên bằng với cái mặt trên đây là nó đang khóa áp suất rồi đó các bác, đó tự động xả đó các bác. Đó, em test là kín hơi cho các bác hết nè. Đó, thì nồi là nấu được từ, thì như các bác thấy thì nếu mà là nồi đã có biểu hiện là tự động xả như thế thì các bác hạ lửa xuống cho em đó, rất là ok nha. Cái ở đây là mình muốn xả nè, đó các bác thấy không, mình khóa lại, còn là mình tự động xả nè, đó nó xả nè, khóa lại cho em. Thì lưu ý giúp em nha, nếu mà nồi mình nó đã đủ áp suất, nó hiện tượng là tự động xả hơi như thế vậy này, thì mình hạ lửa nhỏ xuống tí. Nhiều khi mình để lửa cao quá các bác thì nó xả tự động xả nó không kịp đó, thì mình hạ lửa nhỏ xuống tí, mà lưu ý là lửa nhỏ cũng phải là vừa thôi nha, chứ không không có bấm cho nó nhỏ quá, nếu nhỏ quá nó không còn cái tiếng mà xả hơi nữa thì nó không đúng quy trình. Ở thì em test cho các bác xem nè, nồi nặng dữ lắm các bác đó, 6 lít em đang bán cho các bác cái giá là 1,3 triệu thôi mẫu này tay cầm đó. Đó nó xả này các bác thấy không, khóa lại cho em, bắt lên nữa là nó sẽ áp suất mạnh hơn nữa đó. Rồi thì 1,3 triệu nha. Tiền tí em sẽ quay ngoại thất nội thất cái nồi này cho các bác xem. Thì cái này phần là phần chất lượng rồi đó. Là xong rồi nha. 1,3 triệu liên hệ qua số điện thoại là 0919407501. Em ship hàng toàn quốc, mua hàng thì cọc cho em 200, còn lại thanh toán bên nhà hàng và tiền ship. Nếu chuyển đủ em bao ship bảo hành 3 tháng nha các bác sử dụng.